Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam. Đến hẹn lại lên cứ vào tháng 6 hàng năm, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh những giá trị gia đình, tình cảm vợ chồng và sự yêu thương chăm sóc dành cho trẻ em. Ngày hội năm nay đề cao bữa cơm gia đình nhằm gắn kết chia sẻ các thành viên, đặc biệt với những chiến sĩ công an dù bận rộn với công việc, nhưng những bữa cơm gia đình luôn mang ý nghĩa tinh thần quan trọng, giúp họ có thêm động lực để luôn vững vàng trong công tác chiến đấu. Ngay từ sớm, 18 gia đình đến từ 18 hội phụ nữ cơ sở trực thuộc với đại diện là bố mẹ và con cái đã tất bật chuẩn bị mọi mặt cho ngày hội gia đình kết nối yêu thương. Với việc lên thực đơn một bữa cơm gia đình đảm bảo mọi yếu tố, vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội cho các gia đình thể hiện tài năng. Đối với chị em Trần Đỗ Ngọc Tú, 13 tuổi, đến từ chi hội phụ nữ cơ sở phòng tham mưu, được tham gia ngày hội là một món quà bất ngờ. Con cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì hôm nay chính bởi vì ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam chính là ngày sinh nhật của con. Và hôm nay con theo mẹ con và bố con đến đây để tham gia việc trang trí và giúp đỡ bữa ăn của gia đình. Hình ảnh người phụ nữ bận rộn với công việc bếp núc đã không còn xa lạ. Thế nhưng tại ngày hội gia đình kết nối yêu thương năm nay, những cán bộ chiến sĩ công an nam giới cũng đã sẵn sàng vào bếp để cùng chị em chuẩn bị một bữa ăn thật tươm tất. Theo các anh công an, được giúp đỡ và san sẻ công việc nội trợ với một nửa của mình là niềm vui mỗi ngày. Và cái mỗi món ăn này tôi thường thể hiện nấu cho cái gia đình nhỏ của chúng tôi. Và cũng thông qua đây thì cũng rất mong các gia đình đạt được những hình cảm hạnh phúc nhất. Để có được một bữa ăn vừa đủ giá trị dinh dưỡng, vừa tiết kiệm là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các đội dự thi đều có sự tính toán và tỏ rõ sự sáng tạo trong cách trình bày thể hiện trước ban giám khảo. Tôi thấy rằng qua ngày hội này nó tạo sự gắn bó kết nối không chỉ giữa gia đình, các thành viên gia đình mà các đơn vị lực lượng từ thành phố đến cơ sở. Vượt qua nhiều đội thi, gia đình đến từ chi hội phụ nữ, cơ sở phòng hậu cần, công an thành phố Đà Nẵng đã xuất sắc giành trọn được tình cảm của ban giám khảo và đạt giải nhất chung cuộc. Sự thành công của ngày hội năm nay đã và đang thổi bừng lên ngọn lửa yêu thương hạnh phúc trong mỗi gia đình chiến sĩ.